Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Các chuyên gia nghi ngờ vụ ám sát thủ lĩnh Hamas, Ismail Haniyeh ở Iran có thể đã sử dụng một tên lửa chính xác đặc biệt kết hợp cùng với sự dẫn đường đến mục tiêu của lực lượng đặc nhiệm tại Tehran. Cụ thể, dựa trên nhiều năm kinh nghiệm của mình, ông Andrew Fox, nhà nghiên cứu tại Hiệp hội Henry Jackson và là cựu lính dù người Anh, suy đoán có khả năng là do tên lửa được phóng từ bên ngoài Iran và được dẫn đường bằng công nghệ laser chính xác do lực lượng đặc nhiệm trên mặt đất vận hành. Chuyên gia này nói, binh sĩ trên mặt đất sẽ chỉ một con trỏ laser vào đúng điểm họ muốn bắn chúng để dẫn đường cho tên lửa. Anh, Mỹ và một số nước khác có công nghệ này. Điều đó có nghĩa là một cuộc tấn công như vậy sẽ tiêu diệt được thủ lĩnh Hamas trong khi gây ra ít thiệt hại về tài sản nhất. Ông Andrew Fox cho biết, việc xác định được vị trí của thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh đã khiến vụ ám sát chỉ là công việc tình báo khá đơn giản. Theo kênh Iran International, thủ lĩnh Haniyeh thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông trong nhiều chuyến thăm Tehran, khiến nơi này trở thành mục tiêu dễ tiếp cận đối với Israel. Dù Israel từng cam kết với Qatar sẽ không tấn công ông Haniyeh ở đó. Trong khi đó, các nhà phân tích cho rằng vụ ám sát lãnh đạo chính trị của phong trào Hamas Ismail Haniye tại Tehran đã phơi bày mức độ thâm nhập của Israel vào Iran. Về phía Israel, họ thường không xác nhận cũng không phủ nhận các hoạt động bí mật ở nước ngoài. Và trong sự việc lần này, Tenavip cũng không bình luận gì. Vụ ám sát ông Haniye chỉ là vụ mới nhất trong một loạt các vụ tấn công được cho là do Israel thực hiện bên trong lãnh thổ Iran. Mới đây, các nguồn tin của Hamas cho biết ông Khaled Meshan, người từng nổi tiếng khắp thế giới vào năm 1997 sau khi các điệp viên của Israel tiêm thuốc độc vào ông trong vụ ám sát bất thành tại thủ đô Amman của Jordani Dự kiến sẽ được chọn làm lãnh đạo tối cao của Hamas để thay thế ông Ismail Haniyeh, người bị ám sát tại Iran vào sáng sớm ngày 31 tháng 7. Ông Mesan, 68 tuổi, trở thành lãnh đạo chính trị lưu vong của Hamas một năm trước khi Israel cố gắng loại bỏ ông. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa ông Mesan với Iran không tốt đẹp vì trước đây ông ủng hộ cuộc nổi dậy của người Hồi giáo Sunni năm 2011 chống lại tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ông kêu gọi người Ả Rập và người Hồi giáo tham gia cuộc chiến chống lại Israel, đồng thời tuyên bố chỉ người Palestine mới có quyền quyết định ai sẽ điều hành giải Gaza sau khi cuộc chiến hiện tại kết thúc. Trong khi đó, Israel và Mỹ muốn loại Hamas khỏi đội ngũ lãnh đạo giải đất này sau xung đột. Hiện nay, với việc thủ lĩnh cấp cao của Hamas bị ám sát tại Iran giữa lúc xung đột Gaza còn ác liệt, mọi sự chú ý đều đang đổ dồn về phía Israel. Hàng loạt quan chức quốc tế kêu gọi các bên hạn chế sử dụng bạo lực để tránh việc chảo lửa Trung Đông rơi vào một cuộc chiến quy mô lớn hơn. Thứ trưởng ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov nhấn mạnh với hãng thông tấn nhà nước RIA, theo các chuyên gia, vụ ám sát này có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc chiến giữa Israel và Hamas tại Gaza vì ông Hanije là người dẫn đầu các cuộc đàm phán liên quan đến lệnh ngừng bắn. Vụ ám sát thủ lĩnh chính trị của Hamas là một vụ giết người mang động cơ chính trị hoàn toàn không thể chấp nhận được. Ông Bogdanov cho biết vụ việc có thể có tác động tiêu cực đến các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza, đẩy Trung Đông đến một cuộc xung đột quy mô lớn hơn. Phong trào Hamas xác nhận thủ lĩnh Hanje đã chết, cho rằng vụ ám sát do những người thuộc chủ nghĩa phục quốc do Thái ám chỉ Israel thực hiện. Trả lời hãng tin Reuters, quan chức Hamas Sami Abu Juri nói vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Hanje ở Iran là hành động căng thẳng nghiêm trọng nhưng sẽ không giúp bên đứng sau đạt được mục tiêu. Theo hãng tin AP hiện không có bên nào ngay lập tức nhận trách nhiệm về vụ ám sát, nhưng sự nghi ngờ đang đổ dồn vào Israel. Bởi lẽ trước đó, Israel đã tuyên bố sẽ loại bỏ ông Hanije và các nhà lãnh đạo khác của Hamas vì vụ tấn công vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, khiến khoảng 1.200 người chết. Israel mới đây cho biết họ đã tiêu diệt chỉ huy quân sự hàng đầu của Hezbollah, Fuad Shuk, trong một cuộc tấn công quy mô lớn ở vùng ngoại ô phía nam Beirut, một khu dân cư đông đúc và cũng là thành trì của Hezbollah. Hezbollah vẫn chưa xác nhận sự thiệt mạng của ông Shuk. Ông Shuk là cố vấn quân sự cấp cao của Tổng thư ký Hezbollah Hassan Nasrallah, được coi là cánh tay phải của nhà lãnh đạo Nasrallah và là thành viên của Hội đồng Thánh chiến. Chính phủ Mỹ đã đưa ra phần thưởng 5 triệu đô la Mỹ cho thông tin và nơi ở của ông Shuk. Bất kể số phận của ông Shu ra sao, cuộc tấn công mới nhất của Israel trên là hành động gia tăng nghiêm trọng nhất kể từ khi cuộc đối đầu giữa Hezbollah và Tel Aviv bắt đầu vào ngày 8 tháng 10 năm ngoái. Israel cho biết vụ việc này là hành động đáp trả cho một cuộc tấn công tại thị trấn Masdan Sham do Israel kiểm soát ở cao nguyên Golan vào cuối tuần qua, mà Israel đổ lỗi cho Hezbollah. Hezbollah đã phủ nhận cáo buộc này. Những diễn biến mới này đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột toàn diện giữa Liban và Israel có thể lan rộng ra ngoài biên giới của cả hai nước. Ông Nasrallah đã nhiều lần đe dọa sẽ tấn công Tel Aviv để đáp trả bất cứ cuộc tấn công nào của Israel và Beirut. Một động thái sẽ đẩy hai nước và khu vực vào tình thế phức tạp. Không giống như Hamas ở Gaza, Hezbollah có kho vũ khí gồm tên lửa dẫn đường chính xác và bom nặng tới 500 kg. Hiện tại, Hezbollah có khoảng 150.000 tên lửa và rocket các loại và tầm bắn khác nhau. Phong trào này cũng đã thể hiện khả năng sử dụng thiết bị bay không người lái của mình. Bên cạnh đó, theo ông Nasrallah, số lượng thành viên Hezbollah sẵn sàng tham gia một cuộc xung đột tiềm tàng với Israel đã vượt quá 100.000. Ngoài năng lực quân sự, Hezbollah còn là một thế lực chính trị có ảnh hưởng lớn tại Liban. Họ cũng được hỗ trợ bởi các nhóm vũ trang thân Iran trên toàn khu vực, bao gồm lực lượng Houthi ở Yemen và các đơn vị huy động quần chúng ở Iraq. Iran đã ám chỉ rằng họ có thể hành động để bảo vệ Hezbollah, đồng thời cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng trong trường hợp Israel gia tăng căng thẳng ở Liban. Trong một cuộc phỏng vấn với CNN, Bộ trưởng Ngoại giao Liban Abdullah Bulhabit cho biết, ông tin rằng bất cứ cuộc tấn công nào vào vùng ngoại ô phía nam của Beirut hoặc sân bay quốc tế chắc chắn sẽ dẫn đến giao tranh. Lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah đã nhiều lần nói rằng bất cứ cuộc tấn công nào của Israel vào thủ đô của Liban cũng sẽ thúc đẩy Hezbollah tấn công Tel Aviv. Cuộc tấn công đó giờ đã xảy ra và không thể dự đoán được điều gì sẽ xuất hiện tiếp theo. Israel cho biết cuộc tấn công vào cuối tuần qua ở cao nguyên Golan đã vượt qua danh giới đỏ câu hỏi mà khu vực này sẽ đặt ra bây giờ là liệu hezbollah có coi phản ứng mới của israel là cùng mức độ hay không cả hezbollah và israel đều không muốn một cuộc xung đột toàn diện hezbollah có thể tìm cách trả đũa mạnh mẽ nhưng không thể châm ngòi cho một cuộc xung đột lớn hơn israel cũng có thể sẽ trả đũa tương tự tuy nhiên không ai có thể đoán trước cuộc giao tranh trả đũa được cân nhắc kỹ lưỡng này sẽ kéo dài bao lâu trước khi khu vực này rơi vào một cuộc xung đột chưa từng có mỹ đang nỗ lực hết sức để ngăn chặn điều này và đạt được giải pháp ngoại giao Hezbollah đã tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi có lệnh ngừng bắn ở Gaza, điều vốn khó xảy ra trước mắt. Cho đến lúc đó, Liban, Israel và khu vực rộng lớn hơn vẫn trên bờ vực của cuộc xung đột toàn diện. Chính quyền Israel đã mở các hầm trú bom ở miền trung đất nước, lo ngại phong trào Hồi giáo Hezbollah của Liban sẽ có động thái đáp trả cuộc không kích của nước này vào thủ đô Beirut vừa qua. Cụ thể, theo cổng thông tin Marib của Israel, chính quyền thành phố Rishon LeZion đã mở các hầm trú bom công cộng. Trong khi đó, theo truyền thông Israel, hệ thống phòng không của nước này cũng đã đánh chặn thành công một quả tên lửa đạn đạo phóng từ Iraq nhằm vào thành phố Eilat. Diễn biến này đã khiến chính quyền Tel Aviv quyết định mở hầm trú bom công cộng trong thành phố. Lực lượng phòng vệ Israel IDF tuyên bố rằng họ đã thực hiện một cuộc tấn công ở vùng ngoại ô phía nam Beirut nhằm vào một chỉ huy chịu trách nhiệm về vụ tấn công ở Madan Sams và khiến nhiều thường dân Israel khác thương vong. Sau đó, IDF cho biết viên chỉ huy quân sự cấp cao nhất của phong trào Hezbollah ở Liban là Fouad Sak đã bị tiêu diệt trong cuộc tấn công. Tuy nhiên, một nguồn tin khác nói với Sputnik rằng Suk vẫn còn sống. Ngay sau đó, thủ tướng Liban Najib Mikati đã lên tiếng phản đối cuộc tấn công của Israel, coi đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế. Ông cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế buộc Israel chịu trách nhiệm và chấm dứt hành động bạo lực và thực hiện các nghị quyết quốc tế, đồng thời triệu tập một cuộc họp nội các khẩn cấp. Quân đội Israel tuyên bố cuộc không kích này là đòn đáp trả vụ tấn công bằng rocket vào Cao nguyên Golan vừa qua. Israel cáo buộc Hezbollah đứng đằng sau vụ tấn công, song nhóm này phủ nhận mọi trách nhiệm. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Israel sẽ phản ứng trước cuộc tấn công vào Cao nguyên Golan và Hezbollah sẽ phải trả một cái giá chưa từng có trước đây. Những diễn biến trên đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột toàn diện giữa Liban và Israel có thể lan rộng ra ngoài biên giới của cả hai nước. Không giống như Hamas ở Gaza, Hezbollah có kho vũ khí gồm tên lửa dẫn đường chính xác và bom nặng tới 500 kg. Hiện tại, Hezbollah có khoảng 150.000 tên lửa và rocket các loại và tầm bắn khác nhau. Phong trào này cũng đã thể hiện khả năng sử dụng thiết bị bay không người lái của mình. Bên cạnh đó, số lượng thành viên Hezbollah sẵn sàng tham gia một cuộc xung đột với Israel đã vượt quá 100.000. Ngoài năng lực quân sự, Hezbollah còn là một thế lực chính trị có ảnh hưởng lớn ở Liban. Họ cũng được hỗ trợ bởi các nhóm vũ trang thân Iran trên toàn khu vực, bao gồm lực lượng hầu thi ở Yemen và các đơn vị huy động quân chúng ở Iraq. Iran đã ám chỉ rằng họ có thể hành động để bảo vệ Hezbollah, đồng thời cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng trong trường hợp Israel tiếp tục tấn công ở Liban. Trong khi đó, Israel cho biết cuộc tấn công ở Cao nguyên Golan đã vượt qua ranh giới đỏ. Câu hỏi mà khu vực này sẽ đặt ra bây giờ là liệu Hezbollah có coi phản ứng mới của Israel là cùng mức độ hay không. Tuy nhiên, có thể nhận thấy cả Hezbollah và Israel đều không muốn một cuộc xung đột toàn diện. Hezbollah có thể tìm cách trả đũa mạnh mẽ nhưng không để châm ngòi cho một cuộc xung đột lớn hơn. Israel cũng có thể sẽ trả đũa tương tự nhưng không ai có thể đoán được cuộc xung đột nhằm trả đũa của cả hai bên sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng như thế nào và kéo dài bao lâu trước khi khu vực này rơi vào một cuộc xung đột chưa từng có mỹ đang nỗ lực hết sức để ngăn chặn điều này và đạt được giải pháp ngoại giao hezbollah đã tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi có lệnh ngừng bắn ở gaza điều vốn khó xảy ra trước mắt cho đến lúc đó liban israel và khu vực rộng lớn hơn vẫn bên bờ vực của cuộc xung đột toàn diện